6 phút biết liền thiên cơ ấy đấy. Thấy liền thần tấn quá thì mình có cái cơ duyên như vậy, cho nên hơn người khác ở bốn cái cơ mật này thì mới có thể là, bởi vì nhá, nếu như mà chỉ có một mình Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con nhớ ấy, là ngài có viết là khi mà ta nhập niết bàn được 500 năm hay 1000 năm thì sẽ thế nào, đúng không? Thì thầy mình chỉ xuống làm cái nhiệm vụ cho Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là rút trong các luật các kinh. Thứ hai là quyết dạy trần nên nói lời thường cho sinh chúng lời này dễ biết, đúng không ạ? Vâng ạ. Hai cái điều đấy, bởi vì rõ ràng là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói là đến hơn 1000 năm là giáo pháp của ta là không có thể độ được đời nữa, đúng không ạ? Vâng. Thì phải thâu nhiếp, bởi vì làm sao mà chúng ta hiểu. Nhưng mà bởi vì thầy mình nắm bắt được cái thiên cơ mà cái năm 1936 Bính Tý ấy, là thầy cái gì nhở, con từ từ con nhớ ngày ra cái câu diệt. Này này, nó ngày rất là hay. Từ năm Bính Tý à. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý, nhưng mà thầy mới nói cái này này. Tái lại một lần. Tức là giống như là đinh ninh dạ trắng núi sông tường ấy, tức là ý là thầy nói là cái lòng dạ của thầy từ sông núi cỏ cây và đều biết hết trước cỏ cây thiên nhiên. Tức là con nói với chú là thầy mình là thầy Đức Thầy ấy, là một bậc tu hành mà khác biệt hẳn, không chỉ nằm ở trong mỗi cái phần bộ phận, mà thầy đã nắm được tất cả các cái bí mật của tu tiên. Con cũng xin phép các chú là con chỉ học giờ lý Đức Thầy, nhưng con tự hiểu ra. Xong từ khi con hiểu ra chỗ của thầy thì con mới sâu chuỗi những cái gì mà trong đầu con nó có thôi, chứ con không đi đọc ở đâu đâu. Ví dụ như con thấy là các đạo khác người ta cứ nói là đến các cái bậc đắc quả vị tiên ấy, tức là cái phép ấy chú biết, tiên ấy là người ta có rất là nhiều phép nhiệm màu, chú có biết không? Thế cho nên thầy mình mới đổ một cái cốc nước ở cái chỗ đây này, mà thầy nói câu chuyện mà đổ như này, mà cái đám cháy cái cây xăng ở đâu nó tắt đi. Vâng, đấy à. Là phép tiên đấy. Vâng ạ. À. Hay là thầy mình nên mới nắm bắt được cái thiên cơ thì thầy mới đi về đất nước Việt Nam mới có sửa sang cái báo cát, thì phải chọn cái đất nước Việt Nam, thầy phải biết là cái Ngọc Hoàng Thượng Đế phải nói cho thầy biết là ta chọn cái đất nước Việt Nam, thì thầy mới xuống đất nước Việt Nam, thầy mới thâu nhấp kinh điển, cho nên kinh điển nó mới chuyển ra tiếng Việt Nam. Chứ nếu mà kinh điển mà ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ông ấy bảo lại đi sang tiếng Trung Quốc thì thầy mình theo cái sứ lệnh của Trung Quốc thì thầy mình đi dịch ra tiếng Trung Quốc thì chú cháu mình lúc này còn lâu mới biết đọc. Đúng rồi. Đúng mà, mình may mắn là chỗ là thầy mình là biết được cái ý chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế là chọn cái đất nước Việt Nam. Thế thầy mình mới viết tất cả các kinh điển từ cái thời mà chữ Ấn Độ, chữ gọi là chữ Tự Phạn này, hay là Pali, hay là trải qua Myanmar rồi Trung Quốc rồi Hán Việt, rồi là chữ gì đấy, tóm lại nhiều loại chữ lắm, chữ Nôm, chữ Hán gì đấy, các loại kiểu. Bây giờ thầy mình mới viết lại cho tiếng Việt thì chú cháu mình mới biết đọc chứ. Vâng ạ. Trở về người nha. Sống ở đất nước Việt Nam mà lúc này không biết viết tiếng Việt, không hiểu được giáo lý thầy đâu. Tại vì giáo lý thầy không phải là một cái môn học khoa học, nó là một cái môn học gọi là tối thượng thừa. Vâng. Để mà nó giải quyết tất cả cái sự tiến hóa của tất cả các tiểu linh hồn ở trong cái toàn cầu này và tất cả các cõi. Tại vì thầy nói là để cho thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ, tức là tất cả cái thế giới nhân loại làm con người sống như chúng ta ấy. Máu đỏ này là thầy dạy hết. Còn dạy bằng cách nào thì con không biết được, vì việc đấy là của các ngài. Nhưng mà con có biết một vài cái cách dạy, ví dụ như là đi Nhật này, là con nghĩ là cái vị này vị kia là con đoán ra, con tự biết thôi, mà con chỉ biết lòng vậy thôi chứ con không có suy diễn cái điều đấy. Thế còn ngoài ra ví dụ như thầy cũng có nói là ta về âm cảnh thiết tha tâm tràng, thậm chí con còn đức tin là thầy hoàn toàn có thể đi xuống hóa độ trong các cái cõi tâm linh. Ví dụ như thầy chỉ cần nói một câu là như này, bây giờ ở trên tính theo cái lịch của Dương Trần từ năm 39 là đã xuống dạy đạo rồi, đã có tu tại gia, vậy thì bây giờ con cháu nhà nào mà tu tại gia thì các vị linh hồn sẽ về để đoạn ác tu thiện, hoặc là làm lành lánh dữ đấy ấy, rồi đi về, đúng không ạ, tu với con cháu, ví dụ như thế. Hoặc là thầy bảo là ta về cái gì nhỉ, lệnh thiên cung phản hồi ấy, thì thầy cũng đi lên tất cả các cung cõi ở bên trên, mà cho nên các vị mà tu mà cao hơn chúng ta đều được. Ý con nói là đều là học trò của thầy. Vâng. Trừ những cái bậc cao hơn thì con không nói đấy. Con hiểu được là như thế luôn ấy. Vâng. Thế các chú đã thấy may mắn chưa? Thế khi mà mình biết thầy mình là một cái người như thế, mà mình thầy mình giỏi như vậy mà mình không học làm theo, vậy thì mình có thành được đâu. Ổn quá. Chỉ muốn nói đến là cái phần mà mình quyết chí.
Này trí ngày kia mới đạt thành. Thầy nói rõ nhá, thầy có bảo là giỏi đâu, thầy bảo quyết chí chứ thầy không bảo giỏi, đúng không ạ? Thầy bảo quyết chí ngày kia sẽ đạt thành. Vâng ạ. À, mà đạt thành mới hiểu đạo cao thanh, thì bây giờ mình phải quyết chí thì làm đúng, có sẽ có thầy ủng hộ rồi sẽ có thần độ cho. Thế thầy nói rất rõ rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Nên là quan trọng là quyết chí, nhưng mà còn đường hướng mình phải bám sát hết vào trong đường hướng của thầy, trong tôn chỉ, tôn chỉ để mà mình đối đãi đạo của đạo là chân lý của mình đối với trời đất. Vậy thì mình phải hiểu được cái trời đất kia kìa. Thầy mình dạy rất kỹ lưỡng về trời đất, nhưng các cô các chú không, con thấy rất nhiều các cô các chú không vận hành nhiều. Trong cái dòng thứ nhất thầy nói số 1 nha, con nhớ là đầu tiên thầy nói là đạo của mình đối với trời đất. Thứ hai, đạo mình đối với muôn loài vạn vật. Thứ ba mới là đạo của mình đối với chính mình. Đạo của mình đối với chính mình chính là tìm kiếm cái điều gì trong kiếp sống của mình ý. Cái kiếp sống này này mình tìm cái gì, đấy là đạo của mình với chính mình. Mình phải biết rõ. Mình biết rõ rồi mình phải biết là cái đích của mình là như thế nào. Mình mới có đích rồi mình mới bắt xuất phát điểm từ cái chân bước của mình ở đây. Mình mới thiết lập một cái con đường mình đi. Một khi mà mình đã xác định cái đích như vậy thì trên đường đi nó có lên thác xuống gành gì, cứ một bước thẳng, cái gì chú vừa nói, cứ một đường thẳng bẵng mà mê, đúng không? Đấy. Vâng. Bởi vì trên đường đi chúng ta là nó đường tu lên thác xuống gành mà, rất nhiều thử thách. Bởi vì sao? Phải có thử thách thì chúng ta mới trả được đền được ơn, trả được nợ. Trên đường tu chúng ta sẽ được rất là nhiều cái sự thử thách, và chúng ta phải luôn luôn vâng. giữ được. Như con hiểu đến bây giờ nhanh hơn không? Niệm Phật cũng được mà thiền tông cũng được mà, không cần phải theo đạo Phật giáo hảo, nhưng chỉ cần biết được cái bí mật chân lý mà thầy nói. Vâng. Tức là mình hiểu và mình giữ được cái tâm thanh tịnh ấy, thì là bắt đầu mình cứ thế mình đi. Mình cứ đi theo đúng cái đường đấy thì cách nào nó cũng đến. Nó đi đến đích mà chú con. Vâng ạ. À. À, nó phải có con đường. À, mà hôm nay cũng đọc được cái bài như vậy mình thấy nó cũng gây go lắm. Đức thầy nói nay cũng lắm người ưa kinh kệ, muốn tu mà gặp lúc gây go. Thấy không? Gây go là càng tốt. Đối với con là riêng ai mà làm tu mà bây giờ càng khó khăn gặp con càng thích. Chú có tin không? Chú có dẫn mọi người đến đây. Nếu mà tu mà không gặp khó khăn ấy thì không quyết chí đâu. Vâng ạ. À. Càng gặp khó khăn ấy, cái người đấy mới là cái người gặp may. Khi mà mình vượt lên mình tu thì là có cái câu thầy nói này: may trời phò hộ, phước cho thần. Phước mà trời cho thì lớn lắm, chứ không phải chú cháu mình cho nhau tặng nhau cái gì đâu. Nó là vật ở trần như bọt nước làn mây nhá, mà được trời cho phước thì lớn lắm. Cho nên khi mà bước vào đường tu càng khó khăn trở ngại thì đấy là một điều cực kỳ may mắn. Dạ. Yeah. Con kể với chú đây là một quy luật. Qua cơn bĩ cực thì đến ngày thới lai, đúng không? Có đúng có câu đấy của thầy không? Đúng rồi. Khi mà một cái con người đấy, cái câu đấy là thứ hai là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, đúng không? Ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Tất cả những cái cảnh đấy, theo chú, con hỏi chú cái cảnh đấy nó có thật không hay là nó không thật? Cái cảnh đâu có thật. Đúng rồi. Thế thì cái người mà nắm bắt được cái chữ quyết chí đấy nha, thậm chí quyết chí một cái cảnh nó xoay ngay lập tức. Đây là con phân tích với chú trên góc độ của người tu. Còn những cái người mà ở ngoài này mà cứ thi dạy môn toán với môn văn là con sẽ phân tích như này này. Khi mà bạn vẽ một cái hình độ hình đồ thị, hình sin, thì ngay khi ở cái điểm cực tiểu thì nó sẽ đi lên cực đại, đúng không? Đây con vẽ cho các chú nhìn nhau này. Đây. Sự tu tập ha, cái chữ A thì nó dễ đi, nhưng mà lên chữ B nó hơi khó, mà tới chữ C nó còn căng hơn nữa ha. Đấy. Thì nhá, khi mà càng cái người mà người ta ở cái khó khăn nhất ý, mà người ta muốn đi lên là người ta, chú biết rồi, bây giờ nếu mà anh mà không đi lên thì bao nhiêu người trèo đầu cưỡi cổ anh thì anh khổ lắm. Cho nên anh phải đi lên, đúng không ạ? Thế thôi,
Cho nên là cái người người ta ở cái điểm này ấy, nếu mà mình biết vận dụng ra, mình vẫn có thể trợ giúp cho người ta đi vào trong đường đạo rất là nhanh. Còn cái người mà chỗ nào chú biết người ta không thích không? Người ta đang ở cái chỗ đầu đỉnh của điểm C này, người ta đang ăn chơi hưởng thụ này này, là chú rất khó dắt vào. Người ta đang ở bên trái, tức là bờ mê là bên trái, bên này bên trái đúng không? Bên trái, cái chữ C là bên trái đúng không ạ? Và chữ B là bên phải của chú đúng không ạ? Vâng ạ. Bên trái là đúng ý con nói là bên đời đấy, còn bên phải là bên đạo. Đây, chú nhìn con vẽ này. Vâng, vâng. Đúng chưa? Ừ. Nó đang ở đỉnh cao của đời ấy, là đang ăn chơi hưởng thụ là khó dắt vào tu lắm. Mà nếu dắt được người ta vào tu là một cái người phải... Con ý con nói với chú là khi mà mình chia sẻ ra người ta này, là mình phải vận dụng lắm. Tức là vận dụng các trò chiêu ấy, mới cuốn người ta vào tu được, mới bảo người ta buông được. Buông được cái hưởng thụ danh lợi tình, người ta mới vào tu được. Còn người càng khó khăn thì chia sẻ cho người ta vào tu dễ hơn đấy chú. Đây là một điều rất thực tế. Nên còn càng những cái người khổ còn càng thấy thích chia sẻ. Còn cái người sướng con cứ cười. Người sướng ví dụ như chồng con ấy, ngoài thôi ảnh đi, ảnh đi chơi thoải mái đi. Em biết thế, xa rồi vợ ấy. Đấy, phải chơi ấy. Vâng ạ. Ôi, đi vào đấy mất thời gian lắm. Cứ ngồi 15-20 phút mỗi ngày là cứ rủ dê mình đi suốt ấy. Thì mình cũng lạc đường mất, bảo thôi. Bây giờ em ấy cứ phải nói là khi mà chú cứ vẽ cái đồ thị ra như con ấy, con nhiều khi con cứ nói đùa mà là nói thật luôn. Con bảo anh không biết à, đồ thị đã vạch sẵn rồi, đích đã bám chặt rồi. Em mà đi với anh thì cũng chỉ là cái xác không hồn nó về với anh thôi, còn hồn cốt em là ở chỗ khác rồi. Con nói thật sự mà như vậy, mà nói như đùa đùa với thật chồng con vậy đấy. Mà anh không tin là em không phải cái người em có đi ở về với anh nói y như người xác không hồn ấy. Cái hồn cốt em ở chỗ khác rồi. Mình phải quyết chí. Khi mà mình đã quyết chí thì mình phải bằng mọi cách mình nói để cho người ta không có lãnh tụ được mình. Chú hiểu? Tức mình phải lãnh tụ mình. Chứ mình để cho cái người khác nó lãnh tụ mình là mình chết. Dạ, dạ, vâng. Bây giờ chỉ có chân lý đã lãnh tụ mình được thôi. Bữa nay là... chia sẻ đi. Có nhân viên thì nói chung ra là bữa nay được mấy quý vị ở đây nãy vị kia thì được Đỗ Hà chia sẻ, mà bữa nay gặp vị này nữa Đỗ Hà sẽ chia nữa là có duyên sau đó. Con dám chia sẻ đâu, chú cứ nói thế. Con nhìn các chú con biết là các chú tu hiền hết rồi à, rất là quý. Con rất là trân trọng và biết ơn. Chẳng qua chú cứ hỏi con thì con hay nói thật bởi vì con không biết nói dối. Dạ. Con đang hiểu chính những cái chia sẻ trong cái cuộc đời của con ấy, là tự con đưa con vào cái khuôn khổ như nào, tự con tức là mình đã thiết lập ra những cái cách nào mà mình tự nhắn nhủ với lòng mình đấy, và mình đã từng chia sẻ cho mọi người như nào ở ngoài Bắc thôi, chứ còn ở trong đấy thì các cô chú quý lắm. Đúng rồi. Nhưng mà cái hạnh làm của mà vị mà người Bắc là như Đỗ Hà đây á, là giống như mình thấy là cũng bắt chước theo chứ. Tại vì người ta đã là tuy là ở xa xôi có lòng ái mộ mà. Còn cái người miền Nam thấy vậy đó, chứ bên nội chứ không có bằng bên ngoại. Không phải là bằng bên nội, mà như con nói với chú lúc trước là một sự thật đấy. Khi mà các cô các chú con đọc được là ô thầy đã xuống lần chót này mà từ năm 39 đến giờ. Thế thì là các cô chú nha, từ ông bà cha mẹ mình đã tu tập rồi, cả ở nơi đấy đã nhiều người tu rồi, thì phải đương nhiên là đã có những cái tuy không thấy mà sau chẳng mất mà. Yeah. Tức là cái tuy không thấy mà sau chẳng mất nó đã có sẵn rất là nhiều rồi. Thế mới đủ đỉnh từ từ đấy chứ. Thế còn mình ở ngoài đây thì mà mình còn từ từ đó thì mình đi làm sao kịp. Yeah. Chính vì mình không thể biết là mình biết muộn thì mình càng phải quyết chí. Cháu con đã bảo với chú là mỗi quyết chí. Còn con nói thật với chú, con không biết sau này con được đi đâu về đâu đâu, mà con cứ quyết chí vậy. Con đi đâu thì con biết làm gì có lựa chọn. Vậy là mình phải quyết chí năng niu giống lạc hồng, tìm tỏi đạo màu trong Phật pháp. Bữa nay thì gặp được nhân viên Đỗ Hà chia sẻ rất là hay trong cái giáo pháp của Đức Thầy, mà ngài đã diễn tả cho biết là sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp chàng tới thi rồi đó. Chữ thi gần chữ sầu bi là... nó khổ lắm. Bây giờ được nhắc nhở vậy là đừng, mà huynh đệ chúng ta cố gắng lên.
trường thi công đức đấy còn gì, thầy bảo thầy cho mình đây là trường thi công đức đây, thì công đức Phật từ bi vô lượng là gồm có cái công đức mà hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, hay là có nói cái câu mà thầy nói về pháp môn niệm Phật đấy, Nam mô vô lượng công đức Phật ấy. Cứu khổ Nam mô vô lượng. Đấy thì đấy chính là vậy chứ sao mà. Trong khi con thấy là con nói nốt là không phải mỗi sắc chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế nhá, thầy còn có lệnh sắc lệnh của Phật Bà Quan Âm đấy, tức là các bậc Bồ Tát nói sát với chúng ta đấy. Trong cái sự yêu thương hạnh của Bồ Tát là các chú nắm được rồi, yêu thương muôn loài và vạn vật, con người chẳng hạn, đấy lòng từ bi của mình là cũng được rồi. Cho nên là có rất là nhiều phương tiện, vậy thì mình cứ phát huy xem. Nhưng mà giống như con ấy, con chia sẻ như này, càng ở trong cái nhà mình ấy mà ít người tu thì mình càng phải tu. Tại vì cái gia đình nhà người ta không, gia đình nhà người ta nhiều người tu thì giống như thầy nói là vun trồng cội phúc thì chờ mùa trổ bông thì nó mới xuất, mới cái mùa đấy nó mới được sai quả chứ. Còn nhà mình có ít thì có một mình hoặc là hai mình thôi mà không nhiều như người khác 5-7 mình, thì mình phải cố gắng. Cho nên con bảo rồi, có mỗi cự quyết chí một cách nào khác đỡ được nhiều. Bây giờ con học nhắc lại mà Đức Thầy cho biết là hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn đó. Như vậy là cái cảnh khổ này nó sẽ diễn biến tới sắp về, là coi như là Đức Thầy đã cho biết là từ đây biến đổi dị kỳ luôn. Dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai, thì bây giờ những cái cảnh khổ này sau này mình sẽ thấy rõ ràng là Đức Thầy đã tiên tri cho biết. Hồi nãy tôi có hỏi qua cái ý của Đỗ Hà, nói là những cái kinh điển không bao giờ nói về cái sự mà biến chuyển thiên cơ, động đất, sóng thần, chiến tranh giặc giả, không bao giờ có. Chỉ cho mình cái sự hành đạo thôi. Nhưng thời kỳ này Đức Thầy đã rốt ráo là Ngài đã diễn tả cho biết là những cái cảnh khổ sau này rất là cực kỳ khốc liệt, rất là ghê gớm. Cho nên Đức Thầy nói trong cái bài Sứ Mạng đó là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không để đem phép vệ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Thì hôm nay mình thấy những cái cảnh khổ nó sẽ diễn biến đó, đồng đạo. Cho nên mình phải gắng tu gấp chứ không còn đợi gì á. Lần này là lần thứ chót rồi, lần này là coi như là lần thoát chằng, không tu không còn lần nào nữa đâu. Bởi vì cái kỳ này là nếu mà mình không tu đó ha, thì tới là coi như là muôn kiếp sau cho mặc dù cho không dễ gì mà cơn này nữa. Cho nên đó là Đức Thầy đã nhắc cho cái biết là cái cảnh, những cái cảnh khổ hiện tại bây giờ là nó sẽ diễn biến đó, đi tới hoài, khổ đà đi đến như tên đó. Như vậy là nó không bao giờ ngừng được. Mà Đức Thầy nói sao, là cái cảnh là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng việc lập đời trở lại. Nghe cái câu này là mình phải giật mình. Nay tặng việc lập đời trở lại đó. Mình tại vì mình thờ ơ quá đi. Mà Đức Thầy là một vị Phật, không lẽ lời ta nói có ngàn lắm nhỉ. Để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm. Tức là Ngài đã cho biết là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu mà. Nuôi dưỡng chắc chiêu là những cái đứa con mà nó biết nghe lời, thì bây giờ mình ráng lo tu. Nay tặng việc lập đời trở lại, là nếu mà mình không tu là rồi đó, là coi như là muôn kiếp sau là coi như là cho mặt dù chôn luôn. Cho nên Đức Thầy nói khắp lê thứ biến di thương hải, là hiện bây giờ lê thứ là nó biến di đủ thứ hết trơn rồi. Dùng phép màu mới lập lại thượng quân. Bởi vì đây là Ngài đã cho biết trước mà con cái người ta chưa có tin. Bởi cho nên cái người mà có cái sự mà học thức rồi nghĩ rằng là không có cái việc đó xảy đến. Nhưng mà Đức Thầy đã nói là cái câu mà nó mau lắm, 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay, chữ phù văn phú quý nay mai lưng với chuyển giờ qua đổi lại đó. Như vậy thì mình thấy những cái cảnh diễn biến tới, đừng nghĩ rằng là nó không có, nó sẽ đi đến. Đó, thì thành thử ra thì tôi cũng nhắc lại cho huynh đệ chúng ta nghe những cái câu này để chúng ta thức tỉnh. Con người mình mới đây nè, mới đây mà bây giờ bắt đầu tới năm mới rồi, năm mới tới Tết liền tay. Thấy không, nó mau như vậy đó. Thì quay qua quay lại bắt đầu tới là ngày nay nữa là bao nhiêu rồi, lâu rồi. Tức là người, con người chúng ta mới đây là đã già, mới mài xanh kế bạc đầu nữa nè. Mau như vậy mà mình không hay.
Đấy. Con thì con xin phép chú Pốt hay là để chia sẻ với đồng đạo về cái phần này như này. Thầy nói là thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi, nhưng mà lúc này là mình phải để lòng, là mình phải tu lòng luôn rồi đấy, không có để được đâu. Vì sao? Chú cũng biết là cấu tạo của đất nước, cái địa tầng của đất nước Việt Nam chúng ta là miền Bắc ấy, miền Bắc ở ngoài ngoài phía miền Bắc của bọn con ấy rất là cao. Tại sao bên trong mới thấp hơn? Bởi vì khi chúng ta đã hiểu biết rồi thì biển bao giờ nó phải nhận trăm sông bao dung nên lớn, cho nên biển đầu tiên nó phải thấp hơn thì nó mới chứa được cái sông Cửu Long của chúng ta. Đúng rồi. Và bởi vì ở cái địa hình phía Nam cho nên là nó mới là những cái con sông, nó là hạ, nó gọi là trên này nó là thượng lưu, còn dưới đấy là hạ lưu. Ở phía Nam ấy mình Tây ấy, mà ở miền Bắc chúng con là vùng núi cao nhá, tức là cao hơn so với miền Tây và miền Trung. Đúng ạ, chú hình dung chưa? Đương nhiên là khi mà ở những cái nơi cấu tạo có nhiều nước nó phải thấp, chứ nếu mà nước nó cao thì nó sẽ trùm hết lên đất nước à? Đúng ạ. Mà tỉnh Hòa Bình, tỉnh Sơn La, Lào Cai là ngập úng luôn rồi. Con muốn đi lên làm từ thiện nhá, mà công công an tỉnh trên đấy không cho lên, bởi vì đường chưa khai thông được luôn. Thế nên chú mới biết là các ngài thương những cái phía dưới như nào, tại sao mình thấp như thế mà mình vẫn không bị lụt, mà tại sao ở trên này nó cao như thế này lại bị lụt. Chú có hình dung là đố bao giờ một cái nhà của mình là một cái con người bình thường có cái cách nào mà để cho cái mái nhà của mình thì lại lại có nước mà lại không tràn vào mái nhà, mà nó ngập được dưới dưới nền đất mà nó lại ngập được lên. Người bình thường không thể làm được việc đấy, vâng chỉ có thiên nhiên mới có thể làm được điều đấy thôi. Vâng. Ý con nói là các tất cả cái sự vận chuyển trong cái vũ trụ này này là của đấng tạo hóa. Thầy nói là ngõ đáp ơn dày công sáng tạo ấy, đấng sáng tạo vận chuyển. Nhắc lại. Vâng, hai con sông lớn như vậy mà bây giờ nó chỉ cần lên được một ít nước thì chú theo chú miền Tây uống ngập không? Hoa màu không còn, như còn để mà trồng cấy nữa thì chết đói. Khi mà ngập hết rồi thì dịch bệnh nó sẽ từ cái ngập lụt đấy là nó sinh ra dịch bệnh, đúng không ạ? Ở chỉ có ở trên thuyền thôi, trên xuồng thôi. Nhưng mà lấy cái gì ra mà ăn? Chỉ mỗi hít thở không khí thôi, không có cái gì để mà ăn được cả. Bởi vì đồng áng nó ngập ruộng hết rồi, lấy đâu ra mà trồng, đúng không ạ? Con nói đây là một thực tế rất là thật. Mà thầy nói ít nữa nhưng nước kia lửa nọ tưng bừng, tức là đến cái thời kỳ con cảm thấy nó cháy lúc chỗ nào nó cũng cháy hết, không cần phải là như bây giờ là nhà cháy với công xưởng cháy với ô tô cháy đâu, không, lúc đấy là lửa trời nó tự thiêu cháy. Mà nước ở đây không phải cái nước thông thường mà bị tắc đường như thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch không đúng này nọ kia đâu, không phải do đường cống đâu, mà cái đường là những cái vòi rồng nước mưa cứ thế là hút ở trong biển, trong sông nó đổ vào trong đất liền thì thôi mình cũng chết. Ý con nói là khó lắm, mà một sự thật nhá, ít nữa chú cháu mình không có dễ có cái mạng này mà nói chuyện với nhau đâu. Vâng, thì thầy đúng nói rồi rất đó, rõ Đậu là Hà nói chim, là cái gì chim kia biếng lội, cái gì chim này biếng bay ấy, cũng như máy bay không? Tức là để đến việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tợ biển mênh mông mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Thì bây giờ đức như nãy giờ Đỗ Hà nói là chứng tỏ là đức thầy đã nói trước hết trơn rồi, mà con cái tại vì người ta chưa thấy, bởi vì là sau này đến việc sơn băng kiệt thủy nữa kìa, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem chằng nước mắt rưng rưng cảnh áo não kể sao cho xiết. Tuy là mình thấy đó là những cái câu mà đức thầy đã nói người ta không có thấy được, nhưng mà mình là cái người hiểu được cái chân lý của thầy thì mình coi được, mình mới thấy mặt nước biển lô nhô lặn hợp, chim đua bay cá lại trên mồi, ngọn thủy chiều nó nước được cho. Tại sao nó kéo dài nhiều năm như vậy? Con không muốn đưa cái viễn cảnh, nhưng mà ý con nói như này nha, đầu tiên là nước nó sẽ làm ngập lụt hết, ba màu sẽ chết, thì là giống loài lạc hồng hay giống nào không ăn, chúng ta là còn thân sắc phàm chúng ta phải ăn mới sống được, còn cái thân này này, thân tứ đại là chúng ta không ăn chúng ta không sống được là chết đói đấy. Rồi là băng tan nó mới chuyển tất cả những cái, nó trôi dạt vào các cái nguồn nước, nước thì nó tan ra thì nó thành nước, nước nó đổ về tất cả con sông. Thì chú biết cái băng kỷ băng ngày xưa ấy là nó là những cái thời kỳ của cổ đại đó cơ, xác chết các thứ nó ướp yếc các thứ ấy, bây giờ nó tan ra thì nó ô nhiễm vào nguồn nước thì cũng sinh ra dịch bệnh luôn, dịch bệnh từ đấy nó sinh ra. Đúng. Sau khi chú biết nha, tất cả một cái nơi mà chú cứ thấy nó úng lụt lâu thì tự nhiên cái nền đất ở đấy nó sụt lún đi, đúng không ạ? Vâng. Nó sụt hết xuống thì đấy có gọi là sơn băng thủy kiệt không? Nó lún đi, nó sụt hết.
Đầu tiên là nước nó vào nó làm ngập ngập rồi bắt đầu đến cái quy trình y như mình làm đồng đồng ruộng ấy, quy trình nó làm cho nước nó tan hết các thứ ra, đất nó bở ra rồi nó tự tự nó lên, thế là nó tụt quẵng xuống một cái, thế là thôi nó thành rơi rụng hết mất hết ấy. Nó đơn giản dễ hiểu mà con thấy là cái này nó không khó hiểu đâu, thầy nói thì mọi người cứ không tin, chứ con nghĩ là bây giờ một cái người nông dân làm ruộng ở nhà chỉ cần nghe cái câu đấy thầy nói mình dễ hiểu lắm. Bây giờ trồng cây lành vị quả thơm tho mà tội lành nắm chặt ắt mình thảnh thơi, mà mình không biết trồng cây suốt ngày, mình đi vun cây, mình tưới tưới ấy, rồi mình lại phải lên mình chăng những cái quả quả ở trên để cho khỏi sâu khỏi kiến nó ăn, thế mà mình chăm cái cây ở cái cây trồng cây ổi hay cây gì đấy thì mình biết trồng mà cái cây đời của mình mà thầy bảo mình là cái trồng cái cây lành này này mà cội lành nắm chặt ắt mình thảnh thơi mà mình không biết trồng cây đời mình thì thôi nó mất gốc thì chết, nay gặp gốc ta mau tìm gốc đây. Đấy là cái hình tượng thứ nhất là người nông dân. Cái thứ hai thầy nói cái câu chuyện mà thiên cơ đạo đức mà nói ra nó sợ quá, thì con chỉ nói vấn đề là bây giờ chú cứ hình dung đi, một cái nơi mà nó đang bị úng lụt hết nhá, nó lâu năm quá úng lụt là bắt đầu chết vì lụt thì không có lúa màu mà ăn, rồi đến lúc nó mới chú biết nước, sức mạnh của nước nó băng ghê gớm, nó xóa tan hết đúng không ạ, thế đến lúc nó sụt hết đi thì coi như là nó trơ đất chống đồi trọc lên đấy, nó biến đổi là như thế đấy, nó biến đổi một cách mà kinh khủng như vậy luôn ấy, mà mình nhìn mình thấy là hoàn toàn đơn giản, đến ngày đến giờ nào nó xảy ra thôi, chứ thực ra nó là cái thứ mà rất đơn giản, các chú nhìn thấy rồi đây. Chú đi tắt nước, chú be bờ, đến lúc cái bờ ấy nó vỡ ra nước nó tràn hết thì tự nhiên chỗ đấy trở thành không còn tí nước nào đúng không ạ? Đã tiên tri cho biết trước mà con cái cái người thâm đạo mới biết thừa tới đâu. Thành thử ra là thì hôm nay huynh đệ mình gặp nhau, tất cả anh em chúng ta gặp nhau để chúng ta gắng cố gắng lên trên cái đường tu của mình, là nó việc biến chuyển thiên cơ rất gấp rồi. Lời truyền sấm như bài toán đố đó, ai biết cầm thì đặng hưởng nhờ. Quyết chí rồi, nhưng chính cái câu chú nói con lại tiết lộ một bí mật. Mặc dù nước kia lửa nọ tưng bừng, nhưng mà nếu mà các cô chú nắm bắt được cái phần mà cái cơ vận hành của cái con người tu chúng ta ấy, với trời đất nha, trong những cái hoàn cảnh đấy chúng ta đều có thể. Chú có biết là động đất sóng thần có những em bé không biết vùng vẫy vẫn sống không? Vẫn sống sót không? Vậy nhờ đâu nó sống sót chú biết không? Cái đó là cho Đỗ Hà tiết lộ đi, Đỗ Hà tiết lộ bí mật cho mình biết luôn đi. Con chỉ hỏi, đặt câu hỏi là tại sao trong động đất sóng thần bao nhiêu cái người phi hành gia, rồi người nào đàn ông lực lượng to lớn đều chết hết. Mà tại sao có cái em bé nó sống? Vậy thì các chú là người tu đạo, các chú hiểu là tại sao em bé này sống? Nhờ cái có gì mà... Theo như mình nghĩ đó thì những đứa em bé nó cũng có cái duyên kiếp, nó đã có tu tập nhiều kiếp, nhưng mà nó nhờ cái đó mà có văn thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bắt ngã cứu thì trần gian, thì đó là em bé để còn tiết lộ thêm một chút cái chỗ mà văn thù Bồ Tát từ bi nữa, là thầy cũng muốn nói là mình phải đi vào trong cái hành thâm bát nhã ba la mật ý, hay là cái lục đạo vạn hạnh ấy đấy, mình phải hành được cái đấy. Nhưng ở đây con nói cái câu này rất là dễ hiểu mà thầy nói, các cô các chú nắm mắt này, thầy nói mỗi câu là tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tầm tuy nhỏ còn làm nên kén có muôn tơ bao bọc tấm thân. Đấy chính là cái đức đấy, nó là cái tơ, những cái sợi tơ nó bao bọc cái con tầm này, nó được trọn vẹn và được thân nó rất là mềm yếu nhũn, nhưng mà nhờ có cái tơ đấy mà nó bảo bọc cho cái con tầm này nhả ra, con tầm đấy nó nhả hàng ngày, nhả những cái sợi kén ra, nó cứ mỏng manh như thế thôi, nhưng nó cứ nhả hết lớp này đến lớp kia, nó xung quanh nó tạo cho nó một cái gọi là như thầy nói là tích đức đấy. Đấy nó tạo ra đấy, đấy là một bí mật thì cô chú phải giải quyết tuyệt đối được, làm lời truyền sấm như bài toán đố, ai khéo tầm thì đặng hưởng nhờ. Vậy thì cái bài toán đố đây mình phải giải cái bài toán nào mà để trong cái lúc nước kia lửa lọ tưng bừng đấy mà mình còn sống sót. Đúng không ạ? Dạ, hay quá. Thật sự con nói một cách rất chân thật, không nói đùa một tí nào luôn. Chẳng qua các cô, các chú không tìm thôi. Thầy nói trong sáu, con đọc con tìm thế ở trong này hết luôn à. Vâng ạ, hay. Thì mình cứ phải làm đúng công thức đấy. Tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Đúng rồi, vậy thì nhá, mình phải tích đức. Vậy thì phải tích đức cách nào? Còn lại cái vấn đề từ đầu đến giờ con bàn mỗi cái chữ quyết chí rồi, tức là mình phải quyết chí chân thật và mau. Nhưng mà mình phải có đường hướng đúng nữa, tức là mình phải biết được cái tích đức này bằng cách nào, đúng không ạ? Thì cô chú cố gắng mắt đi,
đấy, thầy cho rõ rồi nhá, thầy cho mình lộ đề thi luôn rồi đấy. Nhưng mà mình không nắm bắt được thì đến lúc lại bảo thôi, thầy đã nói như này thì làm sao mà còn ai sống sót. Thế thì không phải. Thế thì tu hành không được đức ân thì ta chẳng phải sắc thân người phàm, hay bảo cái con gì nữa, à người đời ấy. Thế nên là các chú muốn biết bài đấy cứ thử hôm nào tập trung nghe con chia sẻ xem con có đúng là thầy dạy trong này hết không. Vâng ạ. À, thì à, đúng à, rồi thầy, ước mơ chứ. Thế chẳng nghe ai ước mơ được sống này, được cái gì nhỉ, được gặp cái gì chúa tôi cậu ở một muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi chung ấy. Muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi chung. Tỏ tình đời câu cung thỉnh mong khán quan vào cửa xem tuồng cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân với giặc quần lai bổn tánh. Vật hồn lai bổn tánh đấy là thời kỳ chúng ta vào thượng nguyên rồi, là ở trong cái cảnh giới đấy là chính là ví dụ như con nói như này, trong cái thời kỳ này chú cháu mình tu mà cái vô thường nó đến mà ai đạt được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là mình sẽ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trong cái linh hồn đấy. Nhưng mà còn cái thời kỳ tới đây nhá, chính chú nói đấy, cái thời kỳ qua cái hạ nguyên này đến sang đời cái thượng nguyên thánh đức là nó y như trời mới đất mới, nó như cái thời kỳ mà của chú cứ đọc cái thời kinh điển từ thời bắt đầu khi mà trái đất khai thiên lập địa ấy, là có điểu thú chim muông làm bạn luôn, mà hoa cỏ đất đai là nó không trồng cấy khó như bây giờ, là mình cứ nó mọc cho mình ăn. Chú đã đọc cái câu chuyện mà những cái hạt gạo hạt thóc cái gì mà thầy nói chưa? Trời. Có cái đoạn này mình phải chuyển hóa hoàn toàn cái thân tuy còn tục này này mà tâm lìa cõi mê thì chúng ta có cơ duyên đấy. Thì tức là kỷ nguyên thánh đức là khi chúng ta phải giống như chú nói là mình phải có cái đạo đức của mình ở cái hàng gì, ở cái bậc như gọi là như các thần mà trung quân ái quốc ấy là các thần, còn như mình là phải là con tiên cháu phật ấy. Thân nước Việt Nam nhằm có trung ương sau sẽ có Phật tiên đại thế còn gì? Nếu mà có Phật tiên đại thế là ít nữa vào kỷ nguyên thánh đức, hay là chúng ta sẽ là Phật tiên thì làm gì còn chết? Nhưng mà lặp lại lời đời thượng nguyên là giống như bây giờ mình đang sống trên một cái vỏ trứng gà đó, quả đất như rắn gà sắp lột, mạng số đời dường bọt nước trong, nay mai sẽ quá thành công, vậy con nên sớm lập công buổi này, mình phải gắng. Thế bên theo chú nhá, cái con gà mà nó muốn mổ ra thì con cho chú hai đáp án, chú chọn đáp án nào? Một, con gà tự mổ ra đời thì sao, mà con gà không mổ lại nhờ một con người bóc ra thì con gà sẽ làm sao? Đấy, chú trả lời câu hỏi đấy là cô chú hiểu con ngay gà cái câu thường mà thấy nó, thì theo mình nghĩ đó là tự nó ra ra đời thì nó sẽ sống theo cái sự chu kỳ của tự nhiên của cái tự nhiên, còn cái người bốc ra đó là sống đời hạ nguyên, là đời hạ nguyên hay chết thủ sanh nó mau như vậy. Chết đi. Cái con gà đấy mà không tự lấy cái mỏ gõ vào cái khối nghiệp lực của mình để mà chui ra được, tức là không tích đức chờ ta trốn hẹn hò ấy. Cái con gà này biểu thị là chú với con. Chúng ta phải tích đức, để chúng ta tích đức là như con gà nó đấy, nó lấy cái mỏ nó gõ vào cái quả trứng thì nó chui ra, nó sẽ sống thượng nguyên thánh đức bởi vì nó đi theo lẽ tự nhiên. Còn cũng cái con gà nằm ở trong đấy, nó cứ nằm nguyên đấy, nó không chịu tích đức chờ ta trốn hẹn hò, hay là nó không chịu lấy mỏ nó gõ vào cái quả trứng để nó chui ra, mà nó lại để một cái đối tượng nào mà đập vào nó rồi ấy thì nó sẽ chết. Nó ra nó vẫn chết mà. Vâng ạ. Đấy, hiện tại chú vừa nói con gà với vỏ trứng, con nhớ luôn, con gắn vào cho chú luôn. Cái con gà với vỏ trứng đấy chú cứ nghĩ mà xem. Thì cái đấy. Đó là mình cũng có kinh nghiệm mà trong cái đời hạ quân này nó mỏng mẻo gì đó. Bây giờ chú có thích đặt câu hỏi cười cho mọi người không? Con nói là thế bạn bây giờ bạn tuổi gì ấy? Bạn tớ tuổi Dậu ấy là tuổi gà đúng không đấy? Cái con gà, mà kiếp con gà thôi, mà khi mà nó muốn ra đời được sống, được sống này, tức là được thượng nguyên thì nó phải lấy mỏ nó gõ vào vỏ của nó để tự chui ra, chứ làm gì có ai gõ vào nó, bởi vì nhờ một người nào gõ vào nó thì nó đều ra, nó đều chết hết.
đấy chú cứ hỏi cái bông, cái người nào thì cứ hỏi, nói đùa và là nói thật để dẫn vào đạo cho nó vui vui ấy. Cứ ông nào tuổi Dậu hay là bà nào tuổi Dậu ấy, hay là ông nào bà nào cứ than là đến năm Thân Dậu Phật trời xử phân ấy, thì chú cứ lấy cái câu chuyện con gà với vỏ trứng ra mà vừa rồi chú cháu mình nói để mà vâng, chia sẻ nó vui phết. Vâng ạ. À, đúng không ạ? Đấy con gà đấy. Ừ. Bây giờ biết cái con gà nào nó đến bây giờ. Thì đấy, đúng không ạ? Hay, hay cái chỗ là mình, đó là đời đạo liên quan mà. Cái đó là để cho mình quý đại mình cũng như giờ này cũng chiều rồi ha. Bữa nay là mình cũng gắng cố gắng là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Có ngày mở rộng quy khôi non thằng gian chuyển cùng ngồi xử phân. Quyền cơ mái tạo xây dần đồng về Phật cảnh mười phần xinh tươi. Thánh tiên vừa nhích miệng cười chúc mừng chẳng thể có người chân tu. Vâng, con biết ơn các cô dạ, chú là người chân tu. Con là không tính trước thì tương lai cả cứ thế cho nó vui vẻ. Đúng rồi, vâng ạ. À, đúng rồi. Tại vì thầy mình là Phật mà, mình ở trong xứ Phật mà, mình phải ráng bắt trước làm theo Phật thánh. Ừ. Lắm. Quý vị, nói gần nói xa không qua nói thiệt, thì hôm nay Quốc Tạo đến đây thì cũng có những bài thuốc rất là hay, nào là do những cái vị cao niên cao đồ của bên làng Đạo Hòa Hảo truyền lại, rồi nào là Quốc Tạo cũng học hỏi được từ các anh em anh chị thầy thuốc. Thì qua 2 năm làm thì Quốc Tạo cũng đã rút rỉa ra rất là nhiều kinh nghiệm, thì cũng đã nâng cấp thuốc của mình lên, gọi là kêu bằng maximum đó quý vị, nghĩa là nâng cấp lên mức độ rất là cao. Thì kính thưa bà con, hiện bây giờ thì trời cũng chở mùa. Thầy nói chờ giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Thì chờ sái mùa sái tiết thì các con trùng, con vi rút nó phát sinh lên, đó là cơ hội cho nó. Thì bà con cũng biết rồi đó, hiện giờ thì ở bên Trung Quốc là đang bùng phát dịch, còn ở bên Thái Lan thì đang báo động đỏ đó, còn chưa kể ở bên Việt Nam thì có nhiều chỗ cũng đã cho hay là bệnh dịch nó đã tràn lan, thì người ta cũng kiểm soát được và người ta cũng cho sống chung với dịch. Thì đừng để dịch tìm đến mình, mà phải tự mình để bảo vệ bản thân mình trước khi dịch tìm đến mình. Thì hôm nay Quốc Tạo là cư sĩ người Hòa Hảo, tức là đại tử của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thì quý vị cũng biết rồi, con nhà Tông mà không giống lông cũng giống cánh. Thì Đức Thầy có, ngày xưa Đức Thầy có tam độ nhất như: một là giết pháp độ đời, hai là thiết pháp độ đời, còn ba là chữa bệnh độ đời. Thì Quốc Tạo cũng học được từ các vị cao niên cao đồ của mình làng Đạo Hòa Hảo, thì cũng học được nhiều bài thuốc để trị bệnh. Thì hôm nay Quốc Tạo cũng có những cái sản phẩm rất là hay. Đây là cái chai dầu diêm son ngừa Covid mà tự gia đình của nhà của Quốc Tạo, chỉ có nhà Quốc Tạo mới có loại dầu này. Là tại sao vậy? Không phải không có nguyên liệu, không phải là không có ai biết làm, nhưng mà quan trọng là cái việc làm của mình có thành tâm vào cái chai dầu này không. Thì cái thứ hai, cái thứ ba là ở đây Quốc Tạo làm để là muốn gieo duyên, gieo phước với bà con, cho nên Quốc Tạo làm chứ không phải là cầu tiếng cầu tiền. Đức Thầy có cho biết là tích đức chờ ta chốn hẹn hò chứ không có tích tiền quý vị. Thì ở đây chai dầu Quốc Tạo có rất là đặc biệt, ở trong đây có tổng cộng là hiện giờ nâng cấp lên là 18 vị thuốc bắc. Thì ở trong 18 vị thuốc bắc này tính cả 4 vị hương luôn nha, là tổng cộng là 18 vị thuốc bắc thế hệ thứ 4. Thì cái thế hệ này đó thì quý vị hửi vào sẽ có 4 mùi hương rất là đặc biệt. Chị cái gì vậy em Tạo? Dạ chị diêm son ngừa Covid. Ví dụ như cái khẩu trang của mình đó bà con, nó có hai cái lỗ hổng, lỗ mũi trên xuống nè, thì cái không khí nó sẽ lọt vào, nó sẽ vẫn bị nhiễm dịch bình thường, tỷ lệ nhiễm dịch vẫn có. Nhưng mà đối với chai dầu này, nó sẽ lọc không khí từ từ xa, từ 3-4 thước nó sẽ lọc không khí, không cho không khí lại ra, không cho con virus lại gần. Bất cứ những con virus nào mà trong cái con mắt của quý vị dòm không thấy được, không thấy, không gờ được, tức là con virus đó là nó là con kia, mà con vi khuẩn đó, nó đảo nó trở nó xuống, nó còn nhỏ hơn con vi rút nữa, dùng kính hiển vi giờ mới thấy, thì sẽ ngừa được cái bệnh đó. Giống như ngày xưa ông cha ta, khi mà một người ho lao chết thì ở toàn xóm trên bán kính mà 100 mét thì người ta sẽ đổ lưu nước hết, nhưng bây giờ chúng ta không cần, chúng ta chỉ soi dầu này vô lỗ mũi thôi là không có cái gì để xâm phạm chúng ta được hết. Tỷ lệ là 99%, chưa có ai mà dùng dầu Quốc Tạo mà nói là nhiễm dịch bao giờ ha. Thì hôm nay quý vị mở cái dầu ra là quý vị cảm giác được liền. Chai dầu Quốc Tạo đặc biệt có một cái là dở ra là nó sẽ hực một cái mùi thơm đặc biệt. Mùi thơm đó quý vị sẽ được, nếu mà dùng dầu Quốc Tạo sẽ biết. Còn cái mùi thơm thứ hai quý vị xức vào,
là mùi thơm thứ hai, mùi thơm thứ ba hít mạnh vào, còn mùi thơm thứ tư ở đâu quý vị? Nó ẩn trong ba mùi thơm kia, nó ẩn trong ba mùi thơm kia, quý vị cảm nhận được khi mà chúng ta thở chút xíu, chúng ta sẽ cảm nhận được rất là tuyệt vời. Nếu quốc tạo nói mà không đúng như vậy thì bà con có quyền điện lại nói quốc tạo ha. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng, đó là cái tánh người hòa hảo là phải như vậy đó quý vị, phải nói đâu phải làm đó. Dạ thì hôm nay quý vị sức vào cho em cháu mình đi học nè, chồng vợ đi làm công nhân nè, làm công ty nè, nó quý vị được hít vào, quý vị cảm giác được là an toàn tuyệt đối. Chồng vợ con mình đi học gì mình cảm giác an toàn, không có lây bệnh cho người nhà ha. Đây là dầu diêm son ngừa covid ha. Bà con có gì liên hệ quốc tạo, quốc tạo một ngày sức 4-5 ngàn chai. Còn đối với hai và nó chỉ được bệnh diêm son luôn nghe bà con, chỉ được bệnh diêm son cho bà con luôn. Bà con khó thở khịch khịch này kia chỉ được cho bà con, nhức đầu chóng mặt tho luôn, cả bị con côn trùng cắn là tho được luôn, hết liền tại chỗ luôn, đặc biệt cái gì ha. Còn ở đây thì dầu quốc tạo là dầu ngâm, cho nên là quốc tạo ngâm là từ một tháng quốc tạo mới lấy ra để sức cho bà con, cho nên là chúng tôi rất là cực, rất là nhiều công đoạn. Còn cái chai dầu ở trong chai dầu này nó có cái đốm đen đen trong đây, đó là gì? Đó là thuốc bắc nha bà con, đó là thuốc bắc. Cái dầu này nó không có cặn, bà con cứ tự tin, đây là dầu thuốc bắc. Thì bà con trước khi dùng bà con lắc nhẹ cho để 2-3 cái gì thì nó hòa đều với nhau, bà con sức rất là đậm đặc luôn, rất là đậm đặc. Không có dầu của ai mà so sánh bằng dầu quốc tạo đâu quý vị. Thì quốc tạo chỉ muốn mong cho bà con dùng hết bệnh thôi, thì mình học được cái gì mình sẽ làm cái nấy. Còn ở đây là hai hộp thuốc quốc tạo ngâm, hiện giờ ngâm cũng đang ngâm nói đua theo rất là nhiều hộp, nhưng mà cái hộp nào mà trên 2 tháng quốc tạo mới tung lên, quốc tạo mới đăng lên. Thì khi bà con coi cái clip này thì quốc tạo đã hai cái hộp này nó đã 3 tháng rồi, trên 3 tháng rồi. Thì một cái hộp như thế này là trên 1000 chai, thì bà con có cần thì liên hệ quốc tạo, quốc tạo sẽ mướn công nhân, ta sẽ làm cho quý vị hương vị nào, quý vị cần hương vị nào quý vị điện lại có hương vị đấy, và hương vị đó thì quốc tạo sẽ làm đúng 1000 chai cho bà con mới được nhận ha. Tại vì mình mướn 1000 chai mới được quý vị, còn mướn dưới 1000 chai người ta tiền công dữ lắm quý vị, tiền công nhiều lắm, nên cho nên mình không có mướn được ha. Thì bà con có cần thì liên hệ quốc tạo, cái hai lọ này là trên 3 tháng nha, hai lọ này ngâm trên 3 tháng rất là đậm đặc luôn, và mùi thơm rất là nồng nặc ha. Tiếp theo là cái chai thuốc nhỏ diêm son thì ở đây cũng giới thiệu cho bà con luôn một combo quốc tạo gồm có 5 món: chai rượu so bóp, 2 chai nhỏ mắt, một lọ thuốc ngứa, 2 lọ thuốc diêm son và 3 chai dầu diêm son, tức là combo quốc tạo, tạm gọi combo quốc tạo là 120 ngàn ha. Khi mà bà con dùng thuốc nào đó trong những phần thuốc trong đây thì bà con sẽ được hỗ trợ thêm với combo quốc tạo là 50 ngàn nếu mà đi chung với cái lọ thuốc uống, rồi thì quốc tạo sẽ miễn ship cho bà con luôn đó. Mình từ đó giờ nói với bà con như vậy quen rồi, hiện bây giờ sự thật ra là tất cả các món đồ thuốc bắc đều lên giá, nhưng mà quốc tạo không hề lên giá ai ngàn nào cả. Chai dầu này lên tới 5000-6000 rồi nè mà không bán lên giá luôn, vẫn giữ cái mức độ đó. Chai thuốc rượu này lên 80000 rồi nè, vẫn không bán lên giá luôn, vẫn giữ chỉ mức độ 60000 chai rượu. Còn chai rượu này nó lợi hại như thế nào, nó được đậm đặc như thế nào, nó được sử dụng như thế nào thì chút xíu quốc tạo sẽ giới thiệu cho bà con. Tiếp theo là 2 chai thuốc nhỏ diêm son. Thì kính thưa quý vị coi clip này, chai thuốc nhỏ diêm son này đã nâng cấp rồi, nó sẽ có một cái màu tím tím, nó ngộ lắm, mình lắc lên mình dòm cái màu tím tím, đó là băng tinh bạc hà của Ấn Độ. Thì quốc tạo đã để vào đây rất là nhiều để cho bà con mau hết bệnh hơn, đó là cũng do những các siêu phụ cao niên cao đồ đã chỉ, và trong đây đã được nâng cấp lên tổng cộng là 25 vị thuốc bắc trong cái chai nhỏ diêm son này, nào có thuốc nam có thuốc núi cả ha, tổng cộng ha 25 vị. Diêm son này ngoài cái việc diêm son ra nhỏ lỗ mũi diêm son ra thì nó còn nhỏ lỗ tai thúi nữa ha, lỗ tai thúi luôn được luôn nha bà con. Tiếp theo là cái chai thuốc ngứa, thì cái lọ thuốc ngứa này không thể nào thiếu được trong gia đình của chúng ta, quý vị biết không, là nào là ngứa nè, lông ben nè, lát biến lát đồng tiền nè, núm ăn kẻ chín kẻ tai nè, vẫy nến nè, rồi bị nứt chân tay nè, nứt giò đó quý vị, bị phong thấp nè đó, rồi bị những cái giờ ăn nè, những cái gì mà ở ngoài da chúng ta bị ung thư vú, bị này kia dẫn sức được hết. Những bất cứ trong cái mình của vị mà có một kẻ có nứt nẻ ra, có những cái đốm gọi là núm á, núm ăn chân ăn tay đó, thì quý vị sức được hết, kêu bằng diêm da cơ địa. Loại thuốc này là cũng báo với bà con luôn là hôm nay lúc trước là nó chỉ có là 18 vị thuốc bắc thôi, mà bây giờ lên tới cũng 23 vị thuốc bắc rồi ha.
là 23 giờ thuốc bắc rồi. Thuốc này cũng là quý vị gặp quốc tạo thì thuốc này cũng đã nâng cấp lên rồi đó quý vị, quả nâng cấp rồi luôn đó. À, có ai kiếm bà em ơi, đang nói chuyện đó. Thì hôm nay thì hôm nay quốc tạo sẽ giới thiệu tiếp cho bà con là cái ở đây là cái thuốc nhỏ mắt. Thì nhỏ mắt này đó là đặc trị là về mây còm, mây thịt, mây mù, lem lép mắt, mắt đỏ, mắt hột đó, thì cũng vẫn là giúp cho bà con luôn ha. Cái có nhiều cô bác nhỏ ba lọ nhỏ mắt này xong rồi thì giờ người ta không có còn bị mây còm, mây thịt nữa, thì người ta đã không còn đi mổ nữa, thì bà con cứ điện quốc tạo, tạo sẽ tư vấn cho bà con. Thuốc nhỏ mắt là thuốc nhỏ mũi rất là tuyệt vời luôn ha. Thuốc nhỏ mắt này chính tay quốc tạo làm ra ha. Tổng cộng trong đây là hiện giờ là lên tới 8 vị thuốc bắc ha. Còn muốn bà con muốn cần vị nào quốc tạo sẽ công bố cho bà con vị thuốc bắc đó luôn. Tiếp theo là chai rượu Sobop này không thể nào thiếu trong cái thành phần. Thì ở trong đây ở trên là lợn cợn giống như mỡ ở trên, đó là băng tinh bạc hà của Ấn Độ quốc tạo để rất là nhiều luôn quý vị, thấy không? Để rất là nhiều. Quý vị xúc lên nó sẽ trở thành là một cái màu giống như nước cơm do vậy đó. Nó đậm đặc á. Thì ở đây là khi bà con mà nhức mỏi nè, và bà con thoa được hết. Khi bà con mà ban đêm đó, bà con thoa cổ cúc, hai cổ cúc thoa xương sống, bà con ngủ rất là im luôn. Rất là im, rất là dễ ngủ. Còn thêm nữa đó, ngoài cái việc mà chị nhức tê ra mỏi ra đó, thì cái chai này, cái vụ này, cái chai này thì quý vị thoa vào trong vòng nửa tiếng là nó sẽ giảm đau. Nó có chất điều trị và chất giảm đau trong đây luôn, thuốc bắc đàng hoàng. 100% đồ quốc tạo đều là thuốc bắc. Có bình thuốc bao tử này là thuốc nam thôi ha. Còn cái hộp thuốc này là của công ty thôi, chứ ngoài ra thuốc bắc hết. Còn những cái vật phẩm này thì quý vị biết là thuốc nam, tại vì nó là dầu dừa. Nó là dừa, là những cái dược phẩm trái dừa mình là thuốc nam. Thì ở đây nhức răng ở trên, thoa trên nhức răng, dưới thoa dưới, chấm vào đây nhét vô kẽ răng cũng hết nhức răng luôn ha. Thì hôm nay thì quốc tạo cũng giới thiệu hết cái sản phẩm của mình, đó là cái combo. Tiếp theo thì cái cặp thuốc uống nhất này, cặp thuốc này là cặp thuốc của Hồng Kông, vị thuốc bắc. Một cặp thuốc như vậy là 350.000 mới kèm cho hết cái trơn cái combo này, là 50.000 nữa là 400.000 chọn gói miễn ship. Thì ở đây chúng tôi bán niêm yết từ xưa đến nay, thì mặc dù thuốc bắc lên giá nhưng chúng tôi không lên giá bà con ha. Cặp thuốc này chị cái gì em tạo, chị nhức mỏi, thần kinh tọa, đĩa đệm, gây cột sống thoái hóa và bệnh gút luôn, và hỗ trợ bệnh tai biến nhẹ. Ví dụ như những từ mình mà bị viêm khớp háng nè, nó rồi bị đau lưng nè, thần kinh tọa, đau từ thắt lưng xuống nè, đau vai gáy nè, đó thì chúng ta dùng thuốc này được hết. Một lọ 100 viên ha. Rồi tiếp theo đó thì những cô bác nào mà quỳ xuống đứng dậy không được nè, khó khăn nè, đi lên lầu khó khăn nè, nó cấm nhang tới cấm nhang lui là ngồi xuống niệm Phật chút xíu ngồi gì không được nè, đó là quý vị dùng được hết ha, dùng rất là khỏe khoắn luôn đó. Thì chai thuốc này là cái chai thuốc của nước ngoài, của Hồng Kông, vị thuốc bắc nha. Thì bà con có cần gì chi tiết thì xin liên hệ quốc tạo sẽ tư vấn thêm nữa ha. Thì qua một lọt đó là một liệu trình, một cặp thuốc này với một cái combo là 400 kêu bằng một liệu trình 400, và một liệu trình 120 thì một cái cặp thuốc này với một cái hết trơn cái của quốc tạo là 120, đó là nó có sẵn giá trơn. Còn những sản phẩm này thì quốc tạo xin giới thiệu tiếp tục là cái tê bì chi này. Thường quốc tạo thấy người ta uống chung với cặp thuốc này thì nó chỉ là tê tay, tê chân, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau vai gái, kém trí nhớ. Thì kém trí nhớ là cái gì? Cầm điện thoại lên tính bấm cho con mình, không biết chân cầm hoài vậy đó. Khi ra trước lấy gì không biết, ra sau lấy gì không biết. Lấy cái học quạt đốt nhang mà đi 4 lần quý vị, đó là kém trí nhớ. Còn giảng kinh thì học không thuộc, bài cúng học cũng không thuộc, đó là kém trí nhớ. Đó, chúng ta uống vô thời gian chúng ta sẽ bình phục lại. Rồi tê tay, tê chân, tê đầu tay, tê đầu chân. Đó, này tê bị chi mà. Đó, thì thuốc này là thuốc của Nhật Bản, Việt Nam kết hợp với Nhật Bản ha. Kết hợp với nhau làm thuốc rất là hay quý vị. Vì cần cứ liên hệ. Thì tiếp tục đến là ở đây chúng tôi có thuốc uống diêm son của thuốc bắc luôn. Những người nào mà dùng thuốc quốc tạo là hứa với quý vị là không có tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ, tại thuốc quốc tạo đều được quốc tạo về nhà để kiểm duyệt lại, để dùng cho bà con trong nhà hết. Ok, quốc tạo mới tung lên. Cũng như những cái thành phần thuốc này là lúc đúng ra là tung một tháng trước nè. Nhưng mà một tháng sau mới tung lên là tại vì mình đã uống thử như thế nào, nó có những tác dụng phụ gì không mình mới tung lên cho bà con ha. Còn tiếp theo đó là thuốc chỉ hay bệnh chỉ của Hồng Kông ha, Maze in Hồng Kông, thuốc bệnh chỉ bôi và chỉ uống liên hệ với nhau, chỉ bôi đây chỉ uống đây ha. Còn thuốc này thuốc ngứa thì cái gì, thuốc ngứa này thì cũng không thể nào mà chúng ta
không có trong gia đình chúng ta được. Những cô bác nào mà ăn chay, tại sao mà Quốc Tạo không nói những người ăn mặn, những người ăn chay, những người ăn mặn, những người ăn chay đúng ra là máu người ta trong sạch, người ta không có ngứa, mà ngầu lắm quý vị, máu càng trong sạch là nó càng ngứa. Là ngứa là sao? Ngứa là nó sẽ giống như một tờ giấy trắng vậy, chúng ta chỉ chấm một vết mực thôi đi, lên thôi là nó ngứa liền. Nó ngộ vậy đó, cái người ăn chay á. Thì ở đây là chúng máu trong cái lọ thuốc ngứa này là giải độc gan. Giải độc gan. Người có chức năng gan suy giảm do viêm gan, sơ gan, mảng ngứa, nổi mề đay, vàng da. Ở đây là vừa trị ngứa, vừa trị vàng da, vừa trị những cái bệnh nổi mề đay luôn. Lọc máu trong gan và trong thận luôn quý vị. Rất là tuyệt vời cái hộp ngứa này ha. Bà con có ngứa thì liên hệ Quốc Tạo hộp ngứa này. Thì cách đây khoảng tuần lễ thì Quốc Tạo bị ngứa không, không biết ăn trúng gì đó. Quốc Tạo uống chỉ có 2 lần thôi. Chỉ có 2 lần thôi quý vị, cố gắng 2 lần thôi. Bây giờ Quốc Tạo không biết ngứa là gì luôn quý vị, không biết ngứa là gì luôn. Cho nên bà con có cần thì liên hệ lấy một lọ thuốc ngứa này, một lọ thuốc ngứa uống để cho mình uống cho nó mau hết nha, vừa bôi vừa uống luôn ha. Thì tiếp tục đến là Thạch Lâm Thông, tức là sạn thận. Thì ở đây có nhiều cô bác rồi, đã dùng thuốc Quốc Tạo đã hết sạn thận rồi ha. Thì có gì liên hệ Quốc Tạo đã dùng và đã cũng quảng cáo cho bà con hết bệnh rất là nhiều ha. Và những bài thuốc dân gian về những sạn thận luôn. Còn đây là thuốc ho. Thuốc ho này á, nó đặc trị như thế nào? Thì ở đây chúng tôi đã cho gia đình chúng tôi dùng rồi. Mẹ Quốc Tạo dùng 4 hộp, hiện giờ rất mập mập. Bị trị ho, trị phổi, trị hen suyễn. Những cái cô bác nào cho con cái tắm ban đêm hay là chúng ta tắm ban đêm thì nó dễ bị cái bệnh hen suyễn lắm. Giống như thở hơi lên, giống như thở nè. Những bà già đó thở gì đó quý vị, thở chốc lên, những bà già đó thở ra, mẹ mệt quá con ơi, đó là bị hen suyễn đó quý vị, nó bị phổi đó. Chúng ta cho uống hộp thuốc này của Malaysia, bảo đảm với quý vị trong vòng 1-2 hộp là sẽ thành công. Thấy rõ ràng là hiệu quả của thuốc luôn ha quý vị. Còn đây là huyết áp. Huyết áp là huyết áp mình tăng cao, mình uống vào huyết áp mình sẽ bình lại. Ở đây cũng là thuốc bắc luôn ha. Thì Quốc Tạo cũng có gia đình có bị thuốc áp, uống vô thì chưa được nửa hộp nên là đã bớt lại rồi, rất là hiệu quả luôn quý vị. Còn ở đây thì giãn tĩnh mạch. Thì giãn tĩnh mạch này đó là sao? Là hiện giờ là ông cha của Quốc Tạo với bà con Quốc Tạo có giãn tĩnh mạch là cái giò sưng lên, nổi gân lên. Thì bây giờ là đã uống 1 hộp 2 hộp và đã bớt rồi. Hiện giờ là đã muốn hết rồi đúng không quý vị, chỉ còn 2% nữa hết rồi đó, 20% nữa. Thì Quốc Tạo khuyến cáo thêm uống thêm 1 hộp nữa, thì hiện giờ đang uống rất là thành công luôn. Uống vô là cái gân xanh của mình là nó sẽ giảm bớt, sẽ đỏ lại, sẽ hết cái phần nhất đó. Quý vị nè, giãn tĩnh mạch phải không? Quý vị ưa bị mỏi nè, nhức nè và tê nè, đó, có 3 dấu hiệu đó. Thì giãn tĩnh mạch này sẽ đáp ứng nhu cầu cho bà con, sưng tấy lên thì kia uống vô sẽ hết liền ha, nổi gân xanh đó. Còn đây là tiểu đường. Thì tiểu đường này cũng giới thiệu cho bà con rất là nhiều. Đây là tiểu đường viên, hữu hoa, thuốc của công ty. Còn đây là tiểu đường thuốc bắc, thuốc tán. Thì tiểu đường công ty thuốc tán này đó là nó có nhiệm vụ là nó sẽ không có gây tác dụng phụ. Ví dụ như chúng ta thay thế cho thuốc tây, thì thuốc tây uống vào nó nóng, nó biến chứng, nó khô khan trong mình, thì thuốc này sẽ ngược lại hết, không biến chứng, bình đường, rồi sẽ mát mẻ, sẽ ăn được ngủ được ha. Đó là thuốc của Quốc Tạo từ cái tiệm thuốc bắc. Thì cũng có cô bác ở sư phụ của tiệm thuốc bắc cũng đang nghiên cứu loại thuốc bắc này, tiểu đường này cho bà con uống. Nó uống vô rất là hay quý vị, con người ta nó không có còn bị gọi là nó khô héo. Quý vị giờ người tiểu đường nó bị khô héo, nó rút, mà cái tiểu đường này uống vô đặc biệt nó không khô héo, hay gì đó quý vị. Thì ở đây là mật dầu dừa nguyên chất ha. Ở đây là mật ong nguyên chất. Thì giới thiệu lại gai qua đi. Thì ở đây cái phần dầu dừa thì sẽ là uống vào sẽ sổ độc gan độc thận ra. Thì có những cô bác đã dùng rồi, có những ni cô đã dùng rồi, giải độc gan độc thận, sổ chất độc của mình ra bằng cái đường đại tiện, và sẽ không còn giống như là muốn cạo gió nè, quể quải trong mình là do thận sanh ra. Giải độc rất là hay. Còn mật ong nguyên chất này á, thì hôm nay Quốc Tạo cũng sẽ cho bà con biết luôn. Mật ong này ở bên nước bạn là Campuchia đó. Thì bà con
mật ong nguyên chất 100%, thấy người ta bắt ở trên cây luôn, đi làm chung với người ta, làm chung với những người Campuchia, rồi bắt về, rồi mình thấy vậy mới ông anh ổng mới chia lại, ổng mới chia lại, ổng mới gửi về Việt Nam cho Quốc Tạo đó, để bơi để Quốc Tạo đem đến cho bà con, không thì bà con cần cái liên hệ Quốc Tạo ha, mật ong nguyên chất 100%, thiên nhiên luôn. Mật ong này nó có nhiều cách thử lắm, bà con có quyền thử thoải mái, bà con thử ok thì hả nhận, còn không ok cứ gì alo Quốc Tạo sẽ nhận lại ha. Từ đó giờ Quốc Tạo chưa hề mà nhận lại của ai bao giờ, là tại vì mật ong Quốc Tạo là mật ong 100% nguyên chất thiên nhiên ở gần Campuchia ha. Mật ong này nó có tác dụng gì thì bà con biết là lên mạng bà con xem, rất là nhiều tác dụng luôn, giống như bà con quậy một ly chanh, một ly nóng nóng nước nước ấm, để mật ong vô, để chanh vô, để gừng vô, bà con uống nó chỉ bách bệnh, chỉ bách bệnh. Còn ông mấy con ở ngoài đi chút xíu nữa vô kiếm, để ra ngoài đi chút có vô kiếm. Thì ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm nữa, đó là cái hộp thuốc máu, máu nhiễm mỡ. Thì máu nhiễm mỡ này đó là nó giống như hiện bây giờ chúng ta bị máu nhiễm mỡ mà chúng ta sẽ không có một cái tác dụng nào ở ngoài hết trơn quý vị. Không có tác dụng nào hiện ra hết trơn. Giống như hiện bây giờ quý vị, để bác tạo nói cho bà con nghe máu nhiễm mỡ này quan trọng thế nào. Ví dụ như quý vị lỡ bác sĩ khám quý vị là nói là máu nhiễm mỡ mấy chấm gì đó, thì bà con về nhà bà con cứ bình thường giống như không có gì xảy ra chứ, bà con không cần uống thuốc luôn, thì lúc này đó là máu nhiễm mỡ đó. Cái này ở đây là cái cọng gân của chúng ta ha, cọng gân chúng ta để dẫn máu. Máu nhiễm mỡ 1/3, bà con thấy khó thở, nhịp tim đập lúc xuống lúc lên, huyết áp lúc tăng lúc xuống, rồi lâu lâu cái khó thở trong mình, rồi có lúc bị giật nữa ha. Còn khi mà cái có khi mà máu mà nó nhiễm mỡ mà nó nhiễm 2/3 thì nó sẽ chèn ép cái cọng dây thần kinh của quý vị, sẽ nhức nè, tê nè, mỏi nè đó, rồi tới nỗi gây ra là đột quỵ nè, rồi tai biến nhẹ nè, rồi bán thân bất tội nè, như là người dân gian nói là bệnh đột tử, đột ngột chết, tử là chết, đột ngột chết. Nó mà con thấy nguy hiểm không? Đó là do máu nhiễm mỡ gây ra không? Rất là ghê luôn. Nó cho nên ai có trong người ai cũng có máu nhiễm mỡ hết, cho nên chúng ta phải nên mua một hộp hay hộp uống và chúng ta đi khám bác sĩ lại coi nó hết chưa. Thì ở đây Quốc Tạo đã có máu nhiễm mỡ và đã dùng hai hộp, thì bây giờ khám bác sĩ là hiện giờ không còn máu nhiễm mỡ nữa. Có người hỏi Quốc Tạo chứ có trúng đi trúng lại không? Dạ có à. Dạ có, nhưng mà đối với thuốc tây á nó sẽ trúng lại rất là nhanh. Còn đối với thuốc Quốc Tạo là thuốc bắc, 100% thuốc bắc, cho nên là nó trúng lại rất là chậm luôn, có thể tỷ lệ 2-3 năm sau, tùy theo bà con ăn uống. Bà con cũng biết rồi, mấy người mập người ta mới ưa có cái vụ đó lắm. Cũng chưa hẳn những người mập nữa, cái người mà ăn đồ béo quý vị, ăn đồ béo nhiều thì sẽ bị. Nó đơn giản vậy thôi, mà nó rất quan trọng. Bởi vì thấy không, tại sao những cái người mà người ta đương không người ta chết là do máu nhiễm mỡ đó, mà ta không biết đâu quý vị. Đâu giờ hôm nay Quốc Tạo cũng nghiên cứu ra được cái chuyện này, cũng báo cho bà con biết, rất là quan trọng. Cho nên chúng ta nghe nó máu nhiễm mỡ thì chúng ta nên mua 2-3 hộp cho nó uống đi, để cho nó lọc cái mỡ ra bỏ, lọc cái mỡ ra hết, nó làm chúng ta khỏe khoắn, lưu thông, hương phấn để hạnh phúc gia đình, hương phấn trong việc cúng kiến tu hành, nó rất là quan trọng. Còn cái phần hôm nay thì cũng có giới thiệu quý vị hai cái loại thuốc mới hiện nay, đó là cái loại này trước đi ha. Cái loại này nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha, cái này là ăn được, ngủ được, dễ cho những người ta bị mất ngủ, ốm o gầy mò, thiếu chất dinh dưỡng. Thì ở đây khi chúng ta ốm o gầy mò rồi, những em bé nhỏ, những người lớn ốm o gầy mò, biếng ăn rồi mất ngủ nè, rồi lơ là, thì khi mà chúng ta mất ngủ thôi là chúng ta đã mệt rồi, mà còn biếng ăn nữa thì làm sao không ốm. Thì chúng ta dùng cái hộp thuốc này. Hộp thuốc này là không có tác dụng phụ 100%. Loại thuốc này là ăn được ngủ được nó chống cho những người suy dinh dưỡng. Là loại thuốc này là của Malaysia, 100% của Malaysia nghe quý vị, ở đây có, nhưng mà nhờ sản xuất đến Việt Nam, đem vô Việt Nam thì Việt Nam đã cho một cái tấm giấy để hướng dẫn bằng tiếng Việt, rất là tuyệt vời. Toàn là chữ của nước ngoài không, đây nguyên hộp thuốc đây toàn chữ của nước ngoài không, nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng có một cái bản dịch của Việt Nam để chúng ta để tham khảo ha. Đây toàn chữ Việt Nam hết đó, có mộc, có chỗ chống hàng giả, có viên thuốc chống hàng giả đàng hoàng luôn. Đây bây giờ thấy không,
thành phần thuốc đây hết, chữ Việt Nam hết luôn ha. Bà con về sẽ coi hướng dẫn mà sử dụng ha. Bác Tạo sợ bà con không có biết cái chỗ hướng dẫn ở đâu, cho nên là bác Tạo cũng đã tuyển lựa lại những cái phần thuốc mà nó có thành phần thuốc nó ok. Thuốc bắc bác Tạo biết nhiều lắm mà, biết những thành phần nó nhiều lắm, cho nên là bà con cứ tự tin mà dùng. Đó, hộp thuốc này ăn được cũng được, ai mà mất ngủ đó liên hệ bác Tạo liền ha, bác Tạo sẽ gửi hộp thuốc này cho bà con. Bác Tạo là lấy thuốc tốt không à, thuốc không tốt là không lấy đâu. Rồi còn hộp thuốc này đó bà con thấy rất là đẹp luôn, thì hôm nay sẽ bóc tem cho bà con luôn. Hộp thuốc này có cái tựa đề là viên tiểu đêm, tức là thuốc tiểu đêm. Thì tiểu đêm này là do thận nè, nó tiểu đêm nhiều lần bà con thôi coi, tiểu một đêm một lần một là chết người ta rồi, tiểu 3-4 lần 4-5 lần là sao ngủ, mất ngủ rồi bị nước ra nữa nó. Rồi bây giờ là mình sẽ là sáng sớm là nó tùy con người, đâu có ăn đâu có đi làm gì được nổi, cái gì nằm ngủ lơ là hoài. Nó là tiểu đêm nhiều đó là do thận hư, thận sanh ra. Thì ở đây á, thì thuốc này bà con dền thôi, bà con cũng thấy vừa ý rồi bà con, nó rất là đẹp luôn, nó rất là tuyệt vời. Tạo sẽ bóc cái đơn này cho bà con coi, thấy không, ở trong cái hộp con thấy không, rất là đẹp luôn. Cái chai bằng sành rất là đẹp, để là viên tiểu đêm nhá. Thì mấy một tháng về đây bác Tạo cũng đã thử, thường bác Tạo một đêm tiểu 3 lần, thì hôm nay bác Tạo uống vô đêm tiểu có 1 lần một thôi, nó rất là tuyệt vời luôn, nó viên tiểu đêm này á đó. Rồi bác Tạo thử thuốc đàng hoàng cho bà con ha. Rồi ở trong đây, trong cái thành phần thuốc trong đây thì đây có cái tấm giấy của Việt Nam luôn, hướng dẫn cho bà con chống những hàng giả luôn, đâu đó đàng hoàng hết. Đồ bác Tạo mua bà con khỏi sợ hàng giả, là có bác Tạo được công ty của bên GNT, tức là công ty của bên shipper sẽ bảo quản cho bác Tạo từ A đến Z luôn, bảo quản từ hàng hóa cho đến mất mát hư tổn và bảo quản hết, có gì là người ta sẽ chịu trách nhiệm cho mình hoàn toàn. Còn ở trong đây là cái tấm này, là cái tấm là để cho được cái gọi là công nhận là thuốc này là đã được Bộ Y tế công nhận, có thuốc có đóng mộc luôn đàng hoàng ha, rất là hay luôn quý vị. Thành phần trong thuốc có đây luôn, bác Tạo sẽ đọc sơ ngang cho bà con nghe. Hỗ trợ cho bà con là bổ thận luôn nha, tăng cường chức năng của thận luôn, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gắt, tiểu không tự chủ do chức năng thận kém đó. Cái này là sẽ cho mình là những ai tiểu gắt là mình sẽ tiểu lại bình thường luôn đó, tiểu không tự chủ luôn mình sẽ tiểu lại bình thường lại đó. Người mất ngủ vì tiểu đêm nhiều lần, mất ngủ tiểu đêm nhiều lần uống thuốc này cũng dẫn hết luôn đó. Thì mấy hôm nay là cả một tháng nay bác Tạo đã dùng thuốc này và đã rất là thành công. Thì bây giờ là không còn tiểu đêm nhiều lần nữa, ngủ rất một ngon tới sáng luôn, ít nhất là một lần một à, nhiều nhất là một lần một là rồi xong đó. Hộp thuốc này 30 viên, rất là đại tài luôn bà con. Rồi thì thuốc này cũng hết rồi, tất cả sản phẩm cũng hết rồi, thì bây giờ tới sản phẩm tặng thì bà con cần sẽ gọi vào ha, gọi hai số. Số thứ nhất là 0927731654, số thứ hai là 0383893763 ha. Thì bà con gọi vào, không nghe máy thì tức là bác Tạo đang có cuộc gọi, thì bà con đợi chút xíu bà con sẽ gọi vào, còn không thì bà con hãy nhắn tin vào hoặc là sẽ kết nối Zalo bác Tạo. Hai số đó đều có Zalo hết, bác Tạo cầm hai máy theo cho mình lúc nào cũng vậy. Còn khi mà bà con gọi bác Tạo nghe máy, chút xíu bác Tạo sẽ gọi lại ha. Còn ở đây sản phẩm này là sản phẩm bác Tạo tặng đây. Ở đây là cái chai mật nhân thuốc nam, bác Tạo sẽ tặng cho bà con. Bác Tạo mới lấy gì mấy chục chai sẽ tặng cho bà con ha. Một người mua thuốc sẽ được tặng một chai mật nhân. Chai mật nhân này chị bệnh về sẽ đọc luôn. Chị ung thư, tiểu đường, đau bao tử, thận si, xơ gan, nhức mỏi, đau thần kinh tọa, cột sống, tiến tiền liệt. Không dùng cho phụ nữ có thai. Rồi đúng rồi, không dùng cho phụ nữ có thai. Bác Tạo sẽ tặng bà con ha, không lấy tiền nha, tới những sản phẩm tặng nha. Còn đây là thuốc đau bao tử, rất là đại tài luôn, nó bác Tạo sẽ tặng luôn ha. Còn ở đây thì bà con biết rồi, củ quyền quá đẹp luôn bà con, quá tuyệt vời, củ quyền quá đẹp luôn, không còn gì để bàn cãi nữa. Còn hình thầy, hình đứng, một cái hình mà ai cũng thích hết đó. Hình thầy, chân dung, trần điều, củ quyền, bất cứ khung ảnh thế nào bà con cứ đặt theo ý muốn của mình. Ở đây thì bác Tạo và bác Thành sẽ phục vụ cho bà con theo ý muốn của mình đó. Còn tặng thì tặng những cái sản phẩm là 53 và 64 như thế này ha. Kinh giảng có luôn, kinh giảng của thầy ha, kinh giảng của thầy do Thi Ăn Giáo Lý toàn bộ một quyển và một quyển cúng kiến tôn chỉ hành đạo đó.
còn hai thứ đó đó bà con có, bà con hai cái sản phẩm đó bà con cần thì cứ như liên hệ. Rồi thì cuối cùng đó là thuốc của tỷ cơ Quốc Tạo còn rất là nhiều. Thuốc của tỷ cơ lúc vừa rồi tỷ cơ có gửi cho Quốc Tạo mấy ngàn liều để gửi cho bà con, thì bà con có cần liên hệ Quốc Tạo ha, lúc nào Quốc Tạo cũng có thuốc của tỷ cơ hết để phục vụ cho bà con đó, thì bà con có cần liên hệ đó. Và thuốc của tỷ cơ là thuốc ngũ hành năm màu, đúng năm màu ngũ hành ha, để trị nóng sốt nè, ho nè, nhức đầu nè, đó là để phòng những cái bệnh dịch tới nè, mình uống vô mình có sức đề kháng rất là cao luôn quý vị, để phòng được cái dịch bệnh luôn. Thì đến đây cũng kết thúc chương trình, thì cũng lần nào cũng nói câu này, tức là quý vị dùng thuốc Quốc Tạo, quý vị nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại Đức Thầy có cho biết là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì Long Nguy có kẻ cứu mình, hay là Di Đà lục tự gắn ghi niệm cho tà quỷ dị thị gian ra. Hai nữa đó là quý vị dùng, quý vị giái Phật Tổ Phật Thầy gia hộ cho con, tôi hay là ai đó, tên gì đó, uống thuốc của người Quốc Tạo, người cư sĩ Hòa Hảo, sẽ được sẽ chư thần gia hộ cho con uống hết bệnh để con tĩnh tâm tu hành. Đó là chánh đạo, thì quý vị giái như vậy thì quý vị sẽ được thành công. Đó thì ở đây Quốc Tạo cũng có học giảng thầy cho nên biết được cái đó là cái chánh niệm. Bà con giái như vậy chứ bà con đừng có giái mà cho tôi hết bệnh, đừng để cho tôi làm ăn, để cho tôi làm cái gì đó, thì cái đó là cái tà đạo. Không phải ông sẽ không gia hộ cho cái phần đó. Mà quý vị sẽ giái như thế này, giái là cho con hết bệnh, con sẽ tĩnh tâm tu hành. Thì trong cái phần tu hành của quý vị đó cũng có làm ăn trong đó, cũng có giúp đỡ người trong đó, rất là nhiều yếu tố trong cái vụ tu hành của quý vị ha. Thì thôi Quốc Tạo xin kết lời ở đây. Thì trước khi kết lời thì Quốc Tạo không quên cầu chúc cho quý vị thân khỏe, tâm an, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn gặp Phật gặp Thầy Nại Long Hoa đại hội. Mà Đức Thầy thường ao ước, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì thắng Thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo báng. Nam Mô Quốc